Còn vật liệu lát sân nó thực sự là quan trọng cho cái ngôi biệt thự hay là nhà vườn xây nhà năm 2023 hay không? Vâng, Hùng muốn chia sẻ đến các bác một cái công trình thực tế, một ngôi biệt thự theo phong cách hiện đại đã sử dụng cái loại vật liệu đó là đá tự nhiên để lát sân vườn và lát vỉa hè cho chính ngôi biệt thự này. Tại sao thì gia chủ đã không sử dụng cái gạch đỏ hoặc là gạch lát sân vườn như trước đây? Thực ra là cái gạch đỏ trước đây các bác thường sử dụng nhưng mà nhanh lỗi thời và xuống cấp, và màu sắc thì không được đẹp và không phù hợp với những cái ngôi biệt thự và lâu đài như ngày nay. Và ngày nay thì những cái sử dụng cái loại đá tự nhiên để lát sân, đá lát sân như thế này thì được sử dụng rất là nhiều và rộng rãi dành cho ngôi biệt thự, bởi vì cái sự sang trọng cũng như là độ thẩm mỹ của cái sân khi sau khi mà lát lên tăng thêm cái vẻ đẹp cho cái ngôi biệt thự. Đồng thời cái độ bền theo thời gian thì đá tự nhiên nó rất là tốt. Và một cái ưu điểm nữa là chịu tải trọng của đá tự nhiên cũng rất là tốt. Nếu các bác mà đi xe tải trọng lớn, xe tải vào thì cái đá lát sân này cũng chịu được tải trọng rất là lớn, nên các bác hoàn toàn yên tâm, độ sử dụng cũng được bền, vĩnh cửu theo thời gian. Nếu như là công trình của mình mong muốn là được sử dụng lâu dài thì đây là chính là cái công trình thực tế Hùng muốn quay để các bác lựa chọn là nên sử dụng gạch đỏ như trước đây các bác hay sử dụng, hay là sử dụng cái đá lát sân như Hùng đang quay video ở đây. Các bác thấy cái đá lát sân này phù hợp và đẹp cho cái ngôi biệt thự chuẩn bị xây thì các bác liên hệ số điện thoại lại bên phía dưới để Hùng tư vấn cho các bác một cách tốt nhất. Mà nếu các bác thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ở bên phía dưới nhé.